thấm thía với những câu nói thực về cuộc sống. Các bạn hãy cùng xem và cảm nhận nhé. Trong cuộc đời, có 3 loại người mà bạn tuyệt đối không được quên. Một là người đã giúp đỡ bạn lúc khó khăn, hai là người đã bỏ mặc bạn trong lúc khó khăn, ba là người đã đẩy bạn vào những khó khăn. Cái lạnh nhất không phải là cơn gió mùa đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả. Trong cuộc đời, có rất nhiều việc không muốn mà vẫn phải làm, đó chính là trách nhiệm. Ngược lại, có những việc muốn làm nhưng lại không thể làm hoặc không kịp làm, đó gọi là số phận. Cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương, để rồi khi quay mặt lại, người đáng thương nhất lại là chính mình. Trên đời này, chẳng có ai là của riêng ai, chẳng có gì là mãi mãi. Nếu không biết trân trọng và giữ gìn, thì bất cứ ai cũng có thể ra đi, bất cứ thứ gì cũng có thể lạc mất mà không thể tìm lại được. Đừng cầu mong có một cuộc sống yên bình, mà hãy ước luôn có đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua các sóng gió của cuộc đời. Thời gian không làm những nỗi đau phai nhạt, mà dạy chúng ta cách để sống chung với nó. Con người thật của ai đó sẽ được bộc lộ khi bạn không còn giá trị sử dụng đối với họ. Thời gian và cuộc sống không làm tôi mất đi những người bạn, mà nó cho tôi biết ai mới thật sự là bạn của mình. Muốn có hạnh phúc, bạn phải nhớ cho qua những gì ở quá khứ, trân trọng những gì đang có ở hiện tại, luôn tin vào những điều tích cực trong tương lai. Người tốt thường chẳng khóe miệng, kẻ xấu lại toàn biết nói điều hay. Nhưng hãy nhớ, hiền lành, thật thà thì trời thương, gian manh, xảo trá thì trời phụ.